Chào các bạn đã đến với bài số 29. Bài số 29 này chúng ta sẽ thêm mới và cập nhật sản phẩm. Như bài trước thì chúng ta đã thêm mới cập nhật cái danh mục sản phẩm rồi. Thì chúng ta cũng rất dễ hiểu trong bài này thôi. Bài trước nữa thì chúng ta có phân trang và lút ra danh sách sản phẩm, format. Rồi chúng ta lút ra form search sản phẩm. Search sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần thêm các sự kiện để edit và delete. Thì edit và delete thì chúng ta đã làm ở trong cái phần category rồi. Cho nên là chúng ta cũng rất dễ hiểu ở chỗ này. Chỉ có khác một chỗ là nó sẽ nhiều trường hơn. Và còn cái phần editor và phần tích hợp cái upload ảnh thì chúng ta sẽ làm trong bài sau. Bài này chúng ta chỉ cần update và delete thôi. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nhánh là nhánh 29. Ok, để chỗ này bây giờ chúng ta sẽ viết cho nó cũng giống như là thằng product category. Chúng ta có một cái view chứa cái form edit. Chúng ta add view. Có tên là cũng add edit model. Nó là partial này. Thì cái add edit model đấy chúng ta sẽ tạo như là cái form category kia thôi. Chúng ta xem có những cái trường nào. Ok. Đến đoạn này chúng ta sẽ add nó vào. Phát tiểu tên của nó là add edit border html. Sau đó ở trong nội dung của nó thì chúng ta sẽ có một số cái trường form như sau. Chúng ta có các trường trong này, cái dialog sản phẩm mình đã viết sẵn rồi. Nó có form, tên, ID vẫn thế, ID của sản phẩm hidden, tên sản phẩm, nhóm mô tả. Nhóm đây chúng ta cũng có một cái dropdown tree giống giống bên kia, mô tả đơn vị tính. Thì chúng ta sẽ viết chuyển nó sang tiếng Anh hết. Ok, chúng ta chuyển hết sang tên, đơn vị tính, giá, hình ảnh và nội dung thì chúng ta tạm thời comment lại. Để sau này chúng ta tích hợp phần second editor và upload ảnh. Sale, thông tin sale, tag. Thông tin tag này thì để làm gì? Là để dùng để hiển thị ra cái danh sách những cái từ khóa ở trên chi tiết sản phẩm, để giúp cho việc sale khi bấm vào cái từ khóa đấy thì chúng ta sẽ thấy được là tất cả những cái bài viết mà có cùng từ khóa, ví dụ tất cả những bài viết như thế này, chúng ta có 10 bài viết cùng đặt một cái từ khóa thì chúng ta sẽ bấm vào đấy thì chúng ta sẽ biết được những cái bài viết nào, và nó sẽ sinh ra một cái link và nó liên kết tất cả những bài viết cùng tag với nhau và hỗ trợ SEO. Thì đấy chính là mục đích của tag. Các cái status active và hot product solo xếp trên. Ok, đấy chính là phần view. Thì bây giờ chuyển sang phần event. Phần event của chúng ta có viết thêm một cái event, đó là chúng ta create keyword rồi, btn create thì chúng ta đặt nó ở trên này. Vậy ở đây chúng ta có một cái 5, một cái 4 rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt thêm một cái nút nữa, chỉ cần là một thôi, là hai thôi. ID btn create class btn success create. Đó, thì thằng này chúng ta sẽ đặt
ID cho nó sẽ chuẩn. Ai cái này, init cái tree drop down thì chúng ta cũng phải hiển thị lên. Cái reset này chúng ta cũng phải gọi đến hàm để khi bật lên thì nó sẽ reset rỗng. Thì hai cái hàm này mình cũng đã viết sẵn rồi. Hàm này chúng ta sẽ init giống như là cái thằng trước và reset rỗng vào tất cả. Secure editor này mình sẽ tạm thời comment hai thằng này lại. Đấy là reset. Chúng ta còn một hàm nữa là hàm init cái drop down tree. Thì hàm này chúng ta cũng binding nó ra thôi, theo đúng cái ID của chúng ta là ID drop down category ID IM, cái ID IM như bài trước chúng ta build ra đó. Bây giờ nút create có rồi, và chúng ta cái ID này model as edit thì đúng rồi. Chúng ta lại viết thêm một cái sự kiện để nó ăn cho cái nút edit. Thì nút edit ở trên cái table này của chúng ta đặt đang đặt cái class. Chúng ta sẽ phải đặt class, bởi vì sao? Bởi vì ID thì ở trên thằng phần view thì này đang lặp mỗi dòng một, cho nên chúng ta không thể đặt ID được. Chúng ta đặt class edit, chỗ này là delete đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết sự kiện để bắt vào hai thằng này. Để chúng ta có một cái sự kiện này của chúng ta sẽ gọi product get by ID như là bình thường thôi, và bắt theo cái body và ủy nhiệm và proxy vào thằng edit này, thì đảm bảo là kể cả là cái này nó gọi trước cái việc binding cái table thì nó vẫn ăn được, bởi vì nó bắt vào body chứ nó không bắt vào cái đây, vào cái btn edit đấy. Class thì chúng ta có dấu chấm để gọi đến get by ID xong bài dữ liệu ra. Chúng ta cũng comment hai cái ảnh này lại để chúng ta sẽ triển khai lúc set data cho content là của CK editor sâu lên. Đến sự kiện delete của chúng ta thì có cũng giống như là delete ở bên bên kia thôi. Chúng ta cũng bắt vào cái class delete, rồi chúng ta hỏi là có chắc chắn nó xóa không, và nếu thành công thì là còn nếu mà không ấy thì ok. Thì đấy chính là cái delete và update giống hệt thôi. Cái nút prevent default này thì chúng ta bỏ cái mặc định bấm nút của nó đi, nó sẽ chỉ ăn theo cái sự kiện của chúng ta binding ra. Bây giờ chúng ta sẽ viết ở trên API. Chúng ta cần các phương thức. Chúng ta sẽ cần một phương thức để get ra cái product by ID. Ở trên này chưa có. Chúng ta sẽ phải viết nó. Ở trên này chưa có product get by ID. Chúng ta sẽ viết một số thứ, ví dụ như là add và update. Chúng ta phải viết hàm delete. Chúng ta cũng phải viết hàm get by ID để lấy ra detail của sản phẩm. Chúng ta phải có một cái hàm save để cho gọi init of work. Init of work này thì đối với entity framework thì nó không có nhiều tác dụng, bởi vì là chính bản thân thằng entity framework shape chain nó đã là unit of work rồi, có áp dụng cái pattern đấy rồi, cho nên là chúng ta, nhưng mà nếu đối với cái thằng khác của entity thì cái pattern này nó giúp cho việc là
code nó sẽ thống nhất hơn và giúp đảm bảo transaction. Get by đi, em click delete app rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình chút cái map auto mapper. Ở trong cái bài trước ấy thì chúng ta mới có cấu hình cho product domain to UID, còn ID to do view domain to domain thì chúng ta chưa. Thì chúng ta sẽ phải tạo ra constructor giống như là product view model, product category này, để chúng ta biết thì cái constructor này chúng ta chưa có. Chúng ta phải tạo constructor gồm có bấy nhiêu tham số. Và để tạo constructor mà không có khác tham số thì chúng ta sẽ phải tạo một cái constructor mặc định. Bạn nhìn xem, một constructor mặc định này, một constructor init và có ID, à không có ID, một cái là có ID. Để chúng ta sử dụng một trong cái getdate thì là có ID, còn cái add thì không cần ID. Đó. Thì chúng ta sẽ init nó như vậy. Thì đến lúc mà chúng ta khởi tạo mapping nó từ view model sang là tự động nó sẽ chuyển dữ liệu sang một cái get by ID này. Bây giờ đến cái phần triển khai cái đống này, control F12 là sao triển khai này. Chúng ta cũng triển khai đầu tiên là cái add, thì các bạn sẽ lấy ra cái phương thức, ở đây có phương thức add, mình sẽ giải thích. Chúng ta phải có một cái constructor ngoài cái đây, mình sẽ giải thích cái phương thức add này. Add này thì chúng ta sẽ add auto mapper, chúng ta map từ bên product view model sang đối tượng product của entity, và chúng ta kiểm tra cái trường tag này mà nó khác rỗng, chúng ta cắt nó ra, ta điền tag cái dấu phẩy và cắt ra, và chúng ta chuyển lấy cái ID bằng cái hàm lấy ra không dấu, thì cái ID của tag là không dấu. Và chúng ta kiểm tra cái tag repository mà nó chưa có thì chúng ta sẽ đẩy nó vào bảng tag. Cái bảng tag này là duy nhất, còn bảng product tag ấy, thì có add thoải mái, add theo product ID. Thì đây chính là cái mà chúng ta add. Bây giờ chúng ta sẽ cần hai cái repository này và cái type của nó là product tag. Tag ở đây là product, có một cái là block tag. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ viết là chúng ta có một cái common, hai cái loại tag đấy dùng chung, nên chúng ta có cái type là product. Ở đây chúng ta có cần phải hai cái repository nữa, chúng ta phải tạo mới nó ra. Đây chính là nguyên nhân tại sao lại phải có tầng service, bởi vì nó gọi nhiều repository. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta tập hợp được repository, chúng ta không phải là gọi nhiều quá ở ngoài controller. Tất cả service nghiệp vụ của chúng ta sẽ đặt trong này. Chúng ta cần một cái tag repository, cái interface mình sẽ tạo nó. Và một cái i product tag repository. Thằng này sẽ kế thừa từ i repository. Với cái product tag. Và keyword là cái key của nó. Key của nó đây sẽ là
in kiểu in, bởi vì cái protect này là kiểu humanity in đó. Đến thằng iTech repository thì với cái kiểu của nó là kiểu tag, và string kiểu string đó. Xong rồi đến đoạn triển khai cái interface đấy, chúng ta cũng tạo ra hai class tag repository và product tag repository. Chúng ta sẽ triển khai AF repository cho tag và kiểu string, và triển khai từ i tag repository. Triển khai constructor cũng thế. Và kiểu in triển khai từ i product repository. Sau đó chúng ta sẽ gọi register nó ở startup. Và ai product tag. Đó, sau khi register xong thì chúng ta sẽ read để nó vào đây i tag repository. Chỗ này chúng ta xong cái okay, chúng ta add, nếu mà cái tag này mà nó bị trùng đã có rồi thì thôi, nó không không add nữa. Chỗ này chỉ cần file on, rồi file on xong end đi thôi là ok. Đến đoạn update, đoạn delete, đoạn delete thì chúng ta chỉ cần remove và đi thôi. Đoạn update, đoạn get by id, get by id thì chúng ta cũng chỉ cần get ra file cái id ra rồi map sang thôi. Đoạn shape, đoạn shape thì chúng ta chỉ cần có cái unit of work commit, vì chúng ta chưa có unit of work thì chúng ta lại phải tiếp tục. Và đến đoạn này update thì cũng tương tự như vậy thôi, update tương tự như là add, cũng update sang cái từ map từ sang view border, xong cũng kiểm tra tag y như vậy. Nhưng mà trước khác một chút là trước khi mà chúng ta sự cập nhật, ta xóa sạch cái product tag này đi bằng cái remote này, sau đó chúng ta mới add vào. Cái cách này thì hoặc là chúng ta phải
kiểm tra lặp qua là protect, cái nào có tồn tại trong cái cũ, không tồn tại mình xóa cho nó nhanh. Còn không thì chúng ta phải dùng cái giải thuật là mật hai cái list với nhau. Ok, xong cái phần service rồi thì sang bên ngoài chúng ta sẽ gọi viết từng phương thức một, chúng ta có get by id, chúng ta có get ở cái ở đây chúng ta cần một cái list nữa là cái list là danh sách tag theo ok cái list product này sẽ nó sẽ ăn theo cái include rồi. À, chúng ta có hàm shape này thì bao gồm có cả add và edit đẩy vào một product view model cũng tạo self class giống hệt như là bài trước thôi, gọi add và gọi update tùy theo ID mà delete delete rồi ok các cái hàm API này xong ta làm đẹp một chút xong xuôi chúng ta sẽ sang cái phần chạy thử get by ID này show này show the form này show the edit này delete rồi này. Ok các bạn xem mà không hiểu cái chỗ nào các bạn cứ comment bên dưới cái chỗ video nhé, tại vì là phần này mình đã làm nhiều rồi cho mình sẽ edit này không gì lỗi là không đọc được cái biến ID vẫn vào đây vẫn nhìn cái chỗ này xem nó giả về cái gì null tức là cái hàm này nó success nhưng mà nó không giả về cái gì. Ok không sao, nó sẽ tạo xem create create thì rồi chưa init được cái product to do unflatten chỗ này do là cái tên của cái hàm đã thay đổi đây unflatten cái QR đây. Combo tree không phải là function. Cái này cho do cái product của chúng ta, cái section của chúng ta chưa nhúng vào, phải nhúng giống như là bên này cơ. Thêm về thư viện đây, EasyUI và CSS của nó. Chúng ta không cần nhúng cho từng cái một thì chúng ta nhúng vào layout. Đó bạn nhìn thấy nó init được ra rồi, đây chúng ta thử ở đây chúng ta sẽ thử xếp lại ok chúng ta sẽ thử cái phần edit này trước tại sao nó không được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt lỗi ở trên cái controller đây ID là không như vậy thì không không lấy được ID ra, vậy chỗ này chúng ta xem cái product category index đây là không phải product đây phải là product cơ. ID của chúng ta chưa có vậy thì nút edit này chúng ta nhìn xem chúng ta lấy đâu, lấy ra từ cái
data ID, tức là thuộc tính data ID của cái nút chúng ta click. Chúng ta phải gắn cái ID vào đây bằng ID. Tương tự như bên dưới thì chúng ta gắn ID vào đây thì lúc mà click chúng ta sẽ lấy cái read, tức là cái button hiện tại chấm thuộc tính data. Tất cả những thuộc tính có tiền tố ra data đều lấy được theo kiểu data và tên đằng sau. Ví dụ như là ID thì chúng ta sẽ lấy theo data ID. Và chúng ta sẽ chạy lại. Bây giờ thì là có rồi. Đó, show được sản phẩm rồi. Bây giờ việc của chúng ta là phải xem cái này nó có lấy được lên không. Thì cập nhật 18.1, chúng ta sẽ cập nhật nó shape và không ra gì vì chúng ta chưa viết sự kiện. Không sao, chúng ta create rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái phần nút shape cho nó. Cái nút shape của chúng cho nó thì tương tự hệt như là cái thằng kia thôi. Mình không viết lại từ đầu nữa mà mình sẽ bấm mình sẽ copy sẵn cái code của mình chuẩn bị. Đây. Chúng ta bấm nút save và có format tên để valid. Cái này chúng ta cũng valid theo kiểu valid form validate. Chúng ta cũng có register event. Register đối với thằng trường drop down bright thì có hai điều kiện là yêu cầu phải nhập và phải là số. Name phải nhập. Form maintain này valid thì chúng ta sẽ làm việc đấy. Chúng ta sẽ trừ thằng emit ra và thằng set character ra. Chúng ta sẽ để nó rỗng. Nếu ok thì nó báo update success. Còn ngược lại nếu mà không thì ok. Xếp lên này, post tất cả thông tin lên rồi. Các bạn nhớ là tên của thuộc tính của đối tượng này. Sở dĩ nó tự chuyển sang JSON được bởi vì nó có cái data type JSON đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái nút cho nó là PTN save và PTN cancel. Chúng ta sẽ tạo mới một sản phẩm thuộc cái menu. Báo gì? Báo là content is not defined. Chỗ này chúng ta sẽ xem cái dòng nào đây. Đây, chỗ này thì không tồn tại. Vậy nút save này của chúng ta bị thừa content. Emit này. Chúng ta sẽ tạo mới từ tạo mới đó. Đó, chúng ta nhìn dữ liệu lên hết rồi. Tạo ra alias. Sau đó add sản phẩm vào. Sếp bị chết bởi vì có foreign key protect conflict với bảng product. Thế là chưa tạo ra được cái
để test. Chỗ này khi mà add sản phẩm vào thì cái tag này vẫn chưa được add, bởi vì chỗ này mới add thôi thì sản phẩm nó chưa ra được ID, chưa sinh được ID, thì chỗ này nó đẩy ID vào đây thì nó sẽ bị null, bị số 0 và nó không tồn tại, nó sẽ báo lỗi. Như vậy sau khi add tag thì chúng ta sẽ add chỗ này, nó phải chỉnh sửa một chút đến đoạn test cửa ép bình thường. Ép xong chúng ta sẽ lấy ra được cái, ở đây chúng ta có list cái product test, chúng ta ép theo kiểu cha con, test bằng, ở đây là bằng new cái list đấy, rồi chúng ta đến đây chúng ta không ép vào luôn mà chúng ta sẽ add cái block tag vào cái list, sau ra ngoài chúng ta sẽ map nó, thì map ra product thì chúng ta có va product bằng chỗ này, chúng ta đổi product thành product view view model, chỗ này cũng là product view model, chúng ta không cần phải điền lên product luôn, và đặt nó vào trong cái đối tượng product, thì product.add product test chưa có thuộc tính đấy, chúng ta sẽ phải định nghĩa thêm một cái thuộc tính dạng collection cho nó, không cần phải foreign key, I collection product test để chúng ta add theo kiểu cha con đó. Thì ở đây chúng ta có .s, chúng ta có thể là for x nó, product item in product check, lặp qua, và mỗi lần lặp qua thì chúng ta sẽ đẩy nó vào product, add cái product tag vào, add xong thì chúng ta sẽ chỉ cần add cái product là nó sẽ tự đẩy vào cái thằng product tag đó, thì chúng ta sẽ không bị cái trường hợp là phải phải save thằng product trước lấy ID. Đây chính là trong trường hợp ID bằng in, còn ID bằng good thì chúng ta có thể tự chế ra được trong cái phần update cũng vậy. Phần update product thì chúng ta cũng làm như thế, chúng ta đẩy cái đấy ra rồi chúng ta update. Lấy theo view model này, xóa tất cả product đi, sau đó để lại, add lại cái list product tag ở trên này, đó thì add như bình thường thôi. Để ra ngoài chúng ta mới xếp trên, nên chúng ta có thể thao tác lên trên cái đấy. Quên mất, nếu mà sửa, chúng ta sửa cái, chúng ta sửa cái thằng frontend thì chúng ta không cần phải đi vào trong này,
lấy ra. Test thì có một thằng đẩy vào, add xong ra ngoài, add vào test bị lỗi. Chỗ này chúng ta lưu cái product ra nhưng mà lại bị null cái list này, thì chúng ta phải lưu nó product test bằng lưu một cái list product test thì nó mới không bị null. Cái nút delete thì chắc chắn là có thể là đúng, bởi vì là cái nút delete thì chúng ta xóa product thôi, giống như cái bài trước thì mình không phải nói nhiều về cái vấn đề đấy. Có điều là thằng này liên quan đến product test cho nên là nếu mà cây kết delete ý, tức là xóa product thì tự động xóa product test thì nó sẽ tiện hơn, chúng ta không phải xóa thằng con trước. Test này. Vào. Add vào, add một cái tag vào vì là chưa có tag 1 này, là chưa có. Chúng ta tạo ra một cái product tag, add nó vào. Add xong. Map ra product, lấy ra product tag và add vào. Chỗ này nó báo là null different. Null bởi vì chỗ này nó new ra, nó không phải nó tạo từ, nó new là nó constructor từ cái thằng hai thằng constructor kia chứ không phải dùng từ constructor này. Cho nên là chúng ta phải khởi tạo từ cả hai constructor này luôn. Nó mới chuẩn. Bởi vì lúc using lúc mà chúng mapper nó tạo từ hai constructor này chứ nó không phải tạo từ constructor mặc định này. Chúng ta không cần phải refresh lại mà chúng ta sửa phần code thôi. Cho nên là chúng ta code front end chúng ta lợi như thế. Tư tưởng của cái tag này là chúng ta băm cái list cách nhau dấu phẩy sang một cái, chúng ta đặt nó trong cái implement của thằng này. Hết này. Đến đoạn này thì block test nó đã có rồi, nó không bị null nữa. Ta add nó vào. Add xong thì chúng ta ra ngoài, chúng ta ship trên. Đó, thành công rồi. Thành công cái sản phẩm test, nhưng mà hình như là chúng ta phải em năng không có sản phẩm đấy, chúng ta xem có lỗi gì không. Không có lỗi gì. Vậy chỗ này là shape, chúng ta đẩy là chúng ta xem trong database. Đây, một này ra rồi. Trong khi đó cái thằng kia nó lại không ra. À, status của chúng ta bằng không. Và xem product test nó tạo đúng chưa. Đúng rồi, ID của 22. Ok, thế thì có nghĩa là cái thằng này chúng ta phải chỉnh một chút cái phần status. Status này check thì check rồi bằng true, bị ngược một chút.
do cái infrastructure này, cái phần E5 ta để cái phần application đây, ta để cái E5 là gì, ví dụ như E5 là một thì theo nếu đặt theo thế này thì theo vị trí, còn chúng ta gán cái giá trị cho nó bằng một luôn thì ok. Bây giờ chúng ta sẽ test thử cái edit trước. Bây giờ chúng ta sẽ update nó lên một, update product set status bằng một, bằng một where, bằng một hết đi cho cái thằng products đó. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử thì test nó lên rồi, chúng ta sẽ edit nó, test 1, test 2. Sell title chúng ta chưa vào. Check. Bị conflict với lại product tag. Nó ra chúng ta load ra cũng sai cái index. Index của get by ID. Chỗ này nếu mà bằng 1 thì check. Đến đoạn update. Đến đoạn update thì chúng ta sẽ list ra này, sau đó cũng băm ra bình thường này, tạo ra một tag, xong remove hết đi, remove hết xong bắt đầu là chúng ta remove tất cả những cái thằng nào mà dùng chung có product đấy, sau đó thì chúng ta lại tạo mới. Chỗ này chúng ta chưa sửa này, cái tag này nó chưa add vào ngay, chúng ta add vào cái list, sau đó ra ngoài, chúng ta mới add vào nó không bị trùng. Status này chúng ta có thể đặt bằng 1 và chính xác bằng 0 thì nó sẽ luôn luôn ăn theo cái giá trị. Về sau thì chúng ta sẽ tích hợp cái CK editor riêng một bài và một bài upload ảnh. Sau này có thời gian mình sẽ làm cái xóa nhiều, delete multi, cái đấy cũng làm với security thì dễ thôi. Save. Qua update này, save một cái. Xong. Đó. Nó bị giả về cái ID là tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ delete nó đi. Mất, ok. Đó chính là cái phần thêm xóa sửa. Thì trong quá trình làm chắc chắn nó sẽ có cái lỗi, các bạn có thể là test lại một chút. Bởi vì thời gian làm video thì các bạn sẽ và mình sẽ không cover được hết tất cả những cái tình huống. Các bạn có thể tự test và tự fix cái chỗ này, mấy cái chỗ mà nếu mà các bạn gặp vấn đề gì mà có thể comment cho mình biết để mình có thể fix. Cảm ơn các bạn.